Tại Phú Yên, nhiều nông dân trồng sắn đang rất lo lắng trước nguy cơ thiệt hại lớn do bệnh khảm lá lần đầu tiên xuất hiện tại vùng đất này. Theo chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, bệnh khảm lá sắn đang lây lan mạnh ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và huyện Ma Trắc, tỉnh Đắk Lắk, giáp ranh với tỉnh Phú Yên. Ngoài lây lan từ hôm giống, nguy hiểm hơn, môi giới truyền bệnh khảm lá là bọ phướng trắng, truyền bệnh qua việc chích thuốc nhựa từ cây bệnh sang cây không bệnh. Tại Phú Yên, riêng huyện Sông hình theo báo cáo, hiện đã có khoảng 300 trên 8.000 hectare sắn có thể đang nhiễm bệnh. Cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tích cực thống kê diện tích bị nhiễm bệnh để có biện pháp khống chế kịp thời.